Thương lượng quả và thương lượng điểm. Thì tại sao chúng ta phải ước lượng? Nôm na là như thế này. Nếu như mà chúng ta ví dụ tính như yêu cầu tính điểm trung bình của sinh viên Thăng Long mà khi thi môn sao số quốc tế chẳng hạn. Nếu như mà chúng ta biết điểm của tất cả các bạn thì đương nhiên là chúng ta có thể tính được ra trung bình nó bằng bao nhiêu rất là cụ thể, nhưng tuy nhiên chúng ta lại không biết toàn bộ sinh viên mà chúng ta chỉ biết một số người thôi. Thế thì là chúng ta làm ở trên cái mẫu đấy, nhưng chúng ta là đưa ra kết luận và tổng thể như vậy điểm của sinh viên trường Thăng Long môn toán học về nó dao động từ đây đến đây, thì đấy là điểm trung bình là trong là ước lượng khoảng. Thế còn chúng ta tính ra trung bình mẫu nhưng chúng ta lại đấy là đại diện cho trung bình tổng thể thì chúng ta lại gọi là đây là ước lượng điểm. Tại khi nào thì gọi là ước lượng điểm và khi nào gọi là ước lượng khoảng thì chúng ta ra được một số thì nó ước lượng điểm, có thế thôi, biểu diễn trên trục số nó là một số như vậy đó là ước lượng điểm. Thế còn khi chúng ta được một cái khoảng nó dao động, ví dụ dao động từ 3,5 cho đến 9,5 chẳng hạn, thì đấy là khoảng đơn giản giống đặt như thế cho nó dễ. Thế còn các kiến thức thì chúng ta đã học trong giờ lý thuyết rồi. Chúng ta sẽ gặp vào kịch bản thứ nhất, trường hợp một là cho khoảng tin cậy cho tổng thể tuân theo phân phối chuẩn, chưa biết phương sai à, chưa biết trung bình nhưng mà phương sai sigma mình đã biết, cái này trong giờ lý thuyết thì nêu qua nhưng mà sau này có thể gặp đến. Khoảng tin cậy 100 nhân với 1 trừ alpha phần trăm cho trung bình tổng thể dựa trên một mẫu ngẫu nhiên. Đấy, tức là chúng ta biết ở trên mẫu nhưng mà chúng ta đoán ở trên tổng thể. Hôm nay là như thế, nó là hình dung như vậy. Cái gì ạ? À, thầy sẽ cho tiếng bé đi tí nữa. Không bao giờ thầy làm ngược lại. Để tập trung đi. Thì khoảng tin cậy 100 nhân với 1 trừ alpha phần trăm cho trung bình tổng thể dựa trên mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể như sau. Công thức này, đây là cái viết thứ nhất, cái viết thứ hai này. Nhưng mà giáo viên trong giờ lý thuyết thì thường viết là ngoặc vuông. Ngoặc vuông thì đúng ra là chúng ta dùng là khoảng tin cậy thì nó phải là ngoặc tròn. Nhưng mà các thầy cô trong giờ lý thuyết cứ thích viết ngoặc vuông thì thầy cứ để ngoặc vuông thôi. Nhưng mà khi làm bài kiểm tra ngoặc vuông, vuông vuông hẳn, tròn tròn hẳn đều được hết. Chúng ta hình dung lúc đấy nó sẽ như kiểu như thế này. Đấy, tức là cái xác suất mà nó rơi trong cái khoảng này là đây chính là 1 trừ alpha, còn đây là alpha trên 2. Alpha trên 2 chúng ta chỉ làm quen về cái việc là ước lượng khoảng đối xứng. Alpha trên 2, alpha trên 2, tức là nó rơi vào đây. Thì đây chính là cái giá trị nhỏ nhất, còn đây chính là giá trị lớn nhất. Đấy, nôm na nó là như thế. Thế thì chúng ta ra được ở đây bên trái thì là x ngang trừ đi z alpha trên 2 sigma chia cho các n, bên phải là như thế này. Chúng ta cần thuộc cái này rồi thì ở dưới là trả lời rất là dễ. Trong đó x ngang là trung bình mẫu, sigma là độ lệch chuẩn của tổng thể, n là cỡ mẫu, z alpha trên 2 là số được xác định bởi công thức này. Như vậy, từ đây người ta có thể hỏi các câu hỏi. Đầu tiên là khoảng tin cậy 100% nhân với 1 trừ alpha, tức là cái chỗ kia 1 trừ alpha nó quy ở phần trăm thôi mà, cho trung bình nhi tổng thể vân vân. Độ tin cậy, độ rộng khoảng tin cậy là L là cái tắt của chữ lower và U là upper. Ví dụ mà chúng ta tính được là từ 3,5 cho đến 9,5, như vậy độ rộng khoảng tin cậy nó chính là 9,5 trừ đi 3,5. Mà như vậy chúng ta sẽ được lấy cuối chiều
chúng ta hiểu bản chất rồi, chúng ta chỉ cần thuộc công thức này là chúng ta sẽ suy ra được hai cái dưới dễ dàng. Lấy cuối trừ đầu thì x ngang trừ x ngang sẽ hết. Cái này trừ đi trừ thành cộng, nó thành hai lần, đúng chưa? Đấy. Và tiếp theo là độ chính xác của ước lượng là L, U trừ L tất cả trên 2 thì nó bằng một nửa của cái trình. Một nửa cái trình. Đây lớp mình trông có vẻ vắng nhiều nhỉ. Có một số bạn trải qua được hai bài kiểm tra đã bắt đầu sinh ra tâm lý chủ quan. Bài kiểm tra số 1 kết cục bi thảm, trình bày tự luận rất kém. Thế còn bài thứ hai thì thầy biết cái kết cục của bài số 1 nó rất là kém, cho nên bài số 2 thầy ra rất nhẹ nhàng. Và bài số 3 thì chúng ta sẽ đang chờ vào thứ bảy tuần sau. Học tập và một quá trình phấn đấu liên tục và liên tục, chứ không phải là chỉ có một hai bài xong nó bắt đầu chủ quan, rất nguy hiểm. Đừng có từ đấy mà suy luận ra tất cả các suy luận, đặc biệt về là thầy đều vô nghĩa. Như vậy là trường hợp 1 chúng ta đã tóm tắt xong. Ví dụ minh họa thì kịch bản nó sẽ rơi vào hai loại, một là thứ cấp và thứ hai là sơ cấp. Dữ liệu thứ cấp là nó tích sẵn. Chỉ số IQ của sinh viên TLU tuân theo con mẫu chuẩn có độ lệch chuẩn là 14. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 16 sinh viên TLU và kiểm tra thấy chỉ số IQ trung bình là 95. Thì khoảng tin cậy 95% cho chỉ số IQ trung bình sinh viên của TLU đấy. Tức là mình đang làm ở trên mẫu có 16 sinh viên thôi, nhưng mà mình đưa ra kết luận ở trên tổng thể, cho nên mới gọi là ít lượng khoảng ít lượng điểm. Được chưa? Là làm ở trên mẫu nhưng lại đưa ra kết luận trên tổng thể. Chứ nếu như mà chúng ta làm trên tổng thể rồi thì cần gì phải ước lượng nữa. Như đấy cô kia biết cô ấy được 42 cân thì cần gì phải thì bắt cô ấy lên trên cân cái gì mà ước lượng gì cho nó mệt. Tức là mình làm ở trên mẫu nhưng mình đưa ra kết luận trên tổng thể. À. Thế đây là cái loại thứ nhất là ước lượng. Loại thứ hai là kiểm định. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái đề này. Hiểu bản chất thì chúng ta làm được ngay, không có vấn đề gì đâu. Học hành vất vả, kết quả ngọt ngào. Mới học có một tí kêu em học vất vả. Chết giờ. Chúng ta phải cùng nhau phân tích xem nó rơi vào kịch bản nào, thuộc loại gì. Bây giờ chúng ta để ý, đề bài cho chúng ta là chỉ số IQ và sinh viên TLU tuân theo văn chuẩn với độ lệch chuẩn là 14. Như vậy mình cần phải cái độ lệch chuẩn này lúc nào mình cũng phải lăn tăn. Câu hỏi thứ nhất là độ lệch chuẩn này là của tổng thể hay là của mẫu? Độ lệch chuẩn của tổng thể hay là của mẫu? Đấy là câu hỏi thứ nhất phải trả lời. Đây là em nghĩ hay là em nói đây? Sao em biết? Trong cái câu đó mà không gắn liền với số lượng bao nhiêu người thì nó là của tổng thể. Như vậy là chỗ này chúng ta đã trả lời được câu hỏi là của tổng thể. Đúng rồi, cảm ơn em. Bài dạng lên, tự tin lên. Đây là độ lệch chuẩn. Như vậy là sigma bằng 14. Tiếp tục, một mẫu ngẫu nhiên gồm 16 chân trống. 16 ở đây là cái gì? Bạn bên cạnh. Cỡ mẫu. Như vậy cái câu hỏi thứ hai thì chúng ta đã được là cỡ mẫu
là bằng 16. Tiếp tục, 95 này là trung bình của tổng thể hay là trung bình của mẫu? Tổng thể đúng không? Nếu bài này mà bảo là trung bình của tổng thể thì thôi không còn gì nói cả. Chúng ta đã biết nó bằng bao nhiêu và ý lượng là cái quái gì nữa. Thôi ạ. Biết đâu bao nhiêu có ý lượng là gì. Cái này thì nó gắn liền với 16 sinh viên. Cho nên là đây là trung bình của mẫu. Trung bình mẫu là ký hiệu là x ngang. Đấy, phải phân tích đề như thế. Tiếp tục, tìm khoảng tin cậy 95%. Tức là lúc này chúng ta đã biết được 100 nhân với 1 trừ alpha phần trăm là bằng 95% rồi. Lúc này muốn tính được dựa vào công thức thì chúng ta phải suy ra alpha bằng bao nhiêu. Đồng chí tiếp theo. Ê ơi, nhìn đây nào mà say đắm thế? Nhìn gì cắm mặt xuống đấy mà. Trả lời cho thầy alpha bao nhiêu? Alpha bằng 5 là 0 điểm. Alpha bằng 0,05. Tức là chúng ta sẽ lấy 100 trừ đi 95 xong lùi 2 số phẩy. Nhớ đấy, để tính cho nó nhanh. 100 trừ đi 95 xong lùi 2 số phẩy. 100 trừ 95 là bằng 5. 5 lùi 2 số phẩy so 2 số phẩy là 0,05. Rất đơn giản. Rồi, tại sao phải tính cái này? Bởi vì chốc nó liên quan đến cái thằng ở kia. À, rồi, như vậy. Thế là chúng ta thấy được là như thế. Bây giờ công thức của chúng ta là gì? Sau khi phân tích xong ra thì chúng ta mới hình dung là khoảng tin cậy 95% cho trung bình tổng thể ở đây nó chính là công thức của nó là gì? Chưa kịp thuộc đúng không? X ngang trừ Z alpha trên 2 sigma trên căn N đến X ngang cộng Z alpha trên 2 sigma trên căn 2N. Đúng chưa? Rồi. Thế trong cái này thì là cái gì biết rồi? Trong cái này những cái gì biết rồi? Sigma biết rồi, x ngang biết rồi, n biết rồi, còn một con chưa biết. Đó là Z alpha trên 2 chưa biết. Thì lúc này là Z 0,025. Tính trong R như sau. Quy nôm 1 trừ đi 0,025 là xong. Cái công thức này cái xác định ở trên nhưng mà tính ở đây sau đó các em thay số vào đấy là gợi ý. Thế còn khi trình bày thì nó phải đầy đủ, trình bày phải đầy đủ. Hiện nay các thầy cô đang thảo luận vấn đề là thi của cái nhóm 1 à, trắc nghiệm tự luận, quan điểm của thầy là phải là tự luận, bởi vì cái toán này nó hay nhất là cái trình bày. Bài kiểm tra vừa rồi rất nhiều bạn chả trình bày gì cả, cọc lông lốc. Một là không được điểm nếu như diễn nhập, hai là chỉ được 1/3 số điểm là cục. Không tự nhiên mà ghi đáp số ở đây được, thế thì người ta sẽ hiểu rằng là anh nhìn bài bạn đã có, nó về lập luận do sau nhà ngoài ra ngoài cuộc sống ta làm được việc đúng rồi, nhưng ta không nói được, ta sẽ là người thiệt. Rất nhiều bạn lầm lì, ít nói, chả nói gì cả. Công việc làm rất tốt, mỗi tội mồm mép, không nói được. Không nói được là người khác nó hưởng mất. Và trình bày như thế nào? Đây là trình bày. Bây giờ tính thủ công ấy nhá, đây là đang giải tính thủ công, chỉ có hỗ trợ phần mềm R một tí ở cái chỗ này thôi, còn đâu là tính thủ công. Thế còn có em là còn phải sử dụng máy tính bỏ túi gì đây, khổ lắm, bấm máy như thế này thì nó ra đa số.
trong tay có phần mềm R rồi mà lại còn phải sử dụng máy tính bỏ túi, chết dạ. Cái gì ạ? Có gì? Một số thầy cô đang bảo đề nghị sử dụng phần mềm Python, cái đấy là chỉ phù hợp với toán tin, thì bên kinh tế nó sao người ta học đấy. Với lại cái Python theo quan điểm riêng của thầy thì là nó không ứng dụng tốt bằng cái phần mềm R. Đầu tiên là cứ phải thuộc công thức, sau đó rồi tính toán, sau khi tính toán xong rồi thì như vậy từ đây chúng ta đã có được cái khoảng tin cậy, khoảng tin cậy 95% cho chỉ số Gini quỳnh trung bình của sinh viên toàn TLU là 88,1 14.013 đến 101,8599 xong. Tức là chúng ta thay số đây, đây là bên trái là L, còn đây chính là bên phải U, được chưa? Thế thôi, có cái gì đâu, đây là làm một thủ công. Đến đây bình thường là hoặc là tra bảng hoặc là sử dụng phần mềm, thì bài này là chúng ta đang sử dụng phần mềm, ta dùng người ta tra cái số vào tính như trên xong. Độ rộng khoảng tin cậy thì bằng U trừ L bằng hai lần, cái này là công thức. Như vậy thực chất là cuối chỉ đầu, làm thế nào để bấm máy cho nhanh thì copy paste mà lấy cái cuối trừ cái đầu, mà nếu mà nó lộn ngược lại lấy cái đầu trừ cái cuối xong rồi thêm dữ trừ vào là xong, có cái gì đâu. Độ chính xác của ước lượng sẽ là một nửa. Ở đây thầy tính lấy con số khá chính xác. Như vậy ở đây là làm thủ công gần như là 90% rồi. Thế bây giờ dùng phần mềm thì thế nào? Sử dụng gói BSDA và cái này thì làm trong một nốt nhá. Đấy, vì chúng ta đi thi rất là nhẹ nhàng. Ở đây là chúng ta thấy là làm thủ công rất là vất vả. Đúng chưa? Còn đây là dùng phần mềm, các em phải sử dụng gói BSDA. Thì nó trong một nốt nhạc. Bây giờ thầy mới phân tích một tí để có được cái kết quả này. Thì trong bài chúng ta vừa lấy, chúng ta có được là x sinh a là bằng 95, nhưng mà trong cái phần mềm R thì nó lại là min chấm x bằng 95, được chưa? Tiếp tục, cái n của chúng ta là bằng 16, nhưng phần mềm R nó là n chấm x bằng 16. Nói chung là phải chú ý thầy giáo nghe giảng. Thầy giáo kỵ nhất và thầy giáo tức nhất, bực nhất là khi thầy giáo đang giảng bài mà lại nhìn slide của người khác. Đấy thì không khác gì mình đang ngồi bên cạnh cô gái này nhưng lại hỏi về cô gái kia. Hình dung như chưa nào? Em hãy cảm giác đặt con người ở vị trí đấy, đang ngồi nói chuyện với cô này nhưng mắt lại cứ nhìn sang cô này. Thế là không có được. Suy nghĩ bình thường thì không được, đúng không em? Đây chỉ là câu chuyện ví dụ thôi nhé, chứ thầy không có ý gì cả. Như vậy đến đây thế này được chưa nào? Tiếp tục này. Sigma là bằng 14, thì trong này nó là ghi là sigma, là sigma, đọc là sigma thì là bằng 14, là sigma chấm x, được chưa nào? Còn cái gì nữa nhỉ? Khoảng tin cậy 95%, khoảng tin cậy 95% thì sang đây là con f chấm lem là bằng 0.95. còn cái gì nữa không? Thế rồi, như vậy chúng ta nhập đúng như trên xong à, enter một phát là ra đáp số xịt bằng, dễ cực. Phải tích vào cái BSDA thì nó chạy, không nó chạy đâu.
Đâu, nó chạy. Tôi chạy là cái em chưa mở gói đấy nhá. Phải tích nó vào. Gọi là gói cũng được mà gọi. Thế đây là tên tiếng Anh của nó là tích kíp. Đây. PSVR ông gõ luôn đây được, nếu mà nhìn mãi không ra PSVR này cũng được đấy, nếu như mình thấy nó có xe xoay mãi chờ không được thì gõ thế được chưa, sau đó thì dán cái lệnh trên vào rất dễ dàng. Cách đọc nhé, nhìn kỹ này, cách đọc này. Đây này, anh nhìn đây này, tạm thời bây giờ là ước lượng cho nên chúng ta chưa quan tâm gì, kiểu là z bằng b giá trị bao nhiêu cả. Cái đấy trong tiết thứ ba chúng ta sẽ để ý. Bây giờ đây nó có ghi 95% này, percent là phần trăm, đừng quan tâm đến việc phát âm, cứ chú ý vào tiếng Anh là chết. Hãy nhớ cái chữ từ interval tức là khoảng tin cậy, khoảng này, cái này là percent là phần trăm này, khoảng tin cậy 95%, đọc phát âm như nào kệ, không quan tâm. Đây chính là cái bên trái và đây chính là cái bên phải, thấy dễ chưa đó. Đấy, như vậy là khoảng tin cậy 95%, thế mà kết luận thôi. Thế sau mà muốn biết được độ rộng khoảng tin cậy thì cứ copy paste thay dấu trừ vào giữa, nhưng mà tí về xóa dấu trừ đi, nói thế có hiểu nhỉ. Đáng nghĩa là cái cuối trừ đầu nhưng mà mình nhập theo thứ tự này thì lại là đầu trừ cuối, thì phải bỏ dấu trừ đi là được trong đáp số, không hiểu không? Không hiểu thôi. Để nhá, đến đây thì câu trả lời là khoảng tin cậy 95% cho chỉ số IQ trung bình là mở ngoặc vuông cũng được chọn được. Mở ngoặc vuông 88,14013 chấp phẩy 101,85987 đóng ngoặc vuông. Nếu mở vuông vuông hẳn đóng mà chọn chọn hẳn. Cái gì cơ? Chia đôi cái gì? Xem chỉ đồ như sợ nhé, không phải đâu em. Thôi còn cái đằng sau nữa các bạn. Z alpha trên 2 nhân với, không phải là lấy cái này chia đôi đâu. Nhớ nhầm công thức rồi. Và bây giờ chúng ta muốn tính được độ rộng khoảng tin cậy thì vì nó không theo thứ tự cho nên chúng ta lấy trừ xong, xong ta trừ đi là mang dấu trừ, bỏ dấu trừ đi là được. Này, nó sẽ là 13,71974 đúng không? Đáng nghĩa là cái cuối trừ cái đầu, nhưng theo thứ tự này thì loại đầu trừ cuối thì nó ra dấu trừ. Thế cho nó nhanh cần phải thông minh tí, bây giờ copy cái đằng sau xong lại trừ đi cái đằng trước, thế còn phải mất thời gian không? Đấy, như vậy kết luận. Thế còn tiếp tục để muốn biết được kết quả cái thứ hai thì chia cho hai là ra có gì đâu, à chia cho hai là ra nhé, đọc bỏ ngoặc vào chia cho hai bỏ dấu trừ đi cho thầy được. À, bỏ dấu trừ đi. Đáng nghĩa là cái cuối trừ cái đầu, mình lấy cái đầu trừ cái cuối cho nên nó mới ra âm. Đấy, b trừ a thì bằng trừ của a trừ b, có thế thôi, tính chất đơn giản học từ bé cũng nếu muốn đúng ngay thì phải nhập con này trước. Đấy, rõ ràng mất công nhiều hơn. À, này có mất công không? Mà cuối cùng cũng chả khác gì cái trên, bằng cái trên nó bỏ dấu trừ đi, nó trên nhanh hơn nhiều chứ. Rồi, như vậy là chúng ta đã làm xong bài này với tất cả các yêu cầu rất nhanh. Đây là trường hợp đã biết phương sai của tổng thể mẫu thứ cấp thì chúng ta sẽ dùng z sum chấm test. Trong trường hợp mẫu sơ cấp chúng ta sẽ dùng z chấm test. Mẫu sơ cấp chúng ta sẽ dùng z chấm test. Tóm lại là khi nào mà nó là sơ cấp thì chúng ta không dùng chữ sum, thứ cấp chúng ta mới có chữ sum. Xin mời phân tích bài thứ hai. Yes.
Bây giờ chúng ta lại cùng nhau phân tích cái đề bài này. Câu này nó gần giống câu vừa đấy nhỉ. Câu này nó gần giống như câu vừa đấy. Và chúng ta cũng lại phân tích giống như trên. Thế thì ở đây là cái con này nó vẫn là đôi là chuẩn tổng thể. 15 sinh viên ở đây là cỡ mẫu N. Ở đây thì là cái biến mà chúng ta cần phải nhập. 14 thì nó là cái này. Tìm khoảng tin cậy 99%, tức là 100 nhân với 1 trừ alpha% bằng 99%. Đấy. Thế thì có thể từ cái mẫu ở trên chúng ta có thể tính được x sigma, sau đó giải giống như ví dụ 1. Cộng tất cả lại chia cho 15 ấy thì nó ra trung bình. Amin quen chưa? Chúng ta sẽ tính được. Đây là cách thứ nhất. Sau đó làm giống như ở trên. Tạo vào với lập nhập. Rồi tìm mức lượng điểm trung bình mẫu là x xì ngang bằng 101,33. Có lẽ nhiều đồng chí vẫn không hiểu tính thế nào trung bình của mẫu mà không biết cách tính chứ. Chúng ta nhập x bằng scan nhé. Như của thầy nó có cái để copy paste thì thầy sẽ dùng scan. Enter, enter phát. Chỉ cần min x thì nó ra thôi. Đấy. Sau đó làm giống như trên. Chả khác gì bài 1. Đúng chưa? Rồi. Nhưng mà chúng ta muốn sử dụng phần mềm thì chúng ta làm như sau. Cái phần 1 thầy giáo nói cho người bình thường sau này làm thủ công không có phần mềm. Còn phần thứ hai là thầy giáo nói trong trường hợp là chúng ta có phần mềm rồi làm rất là dễ. Cái này nó khác cái trên là một chút, là vừa đấy là nó có chữ z-sum. Z-sum mà dùng dữ liệu thứ cấp sơ cấp thì nó không có chữ sum, khai báo đơn giản. Rồi các thầy thấy một số bạn ghi chép rất cẩn thận, đó là tuyệt vời. Sau này có lấy cái để bố tập giáo viên nói thì cái gì cũng hiểu, nhưng lúc làm bài kiểm tra mới lúng túng. Hay là ôn thi ôn tập chả có cái gì để mà ôn cả, có ghi cái gì đâu mà ôn.
tất nhiên trong quá trình làm bài các bạn có thể làm tròn, hoặc là mà sau này mà chẳng may mà thi tự luận trắc nghiệm này thì chúng ta người ta có làm tròn, nhưng các em phải nhớ quy tắc làm tròn là chữ số đầu tiên bỏ đi phải lớn hơn hoặc bằng 5 thì đằng trước tăng lên 4 đơn vị. Tức là cái chữ số đầu tiên bỏ đi ấy mà lớn bằng 5 thì đằng trước tăng 1 đơn vị. Thế thôi, quy luật của nó chỉ có thế thôi. Còn nếu không thì cứ copy y hệt như thế mà chép vào, đừng có làm tròn. Không biết làm tròn thì cứ nguyên. Làm tròn không biết làm tròn, chết sợ. Đúng chưa? Rồi, như vậy là phần 1 đã xong. Có một bài tập vận dụng này lúc nào chúng ta rảnh rỗi chúng ta làm. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 16 phần tử trung bình 25 được lấy ra từ tổng thể phân bố chuẩn độ lệch chuẩn là 6, tìm khoảng tin cậy 90% cho trung bình tổng thể. Tức là từ cái mẫu ngẫu nhiên mà chúng ta đưa ra kết luận trên tổng thể là chúng ta phải dùng ước lượng khoảng, trong này chúng ta dùng ước lượng khoảng. Bây giờ là dạng bài thứ hai là ước lượng khoảng của trung bình tổng thể chưa biết phương sai ngưỡng mẫu lớn.